Giải trí miền Tây chào mừng cô chú, các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Chúc cô chú, các anh chị và các bạn xem video vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Giải trí miền Tây chia sẻ với cô chú, các anh chị và các bạn về những tấm lòng vàng hảo tâm của dịp Tết Nguyên Đán năm nay 2024. Năm nay hoàn cảnh tuy có khó khăn, kinh tế có sụt giảm, người dân ở quê cũng gặp nhiều khó khăn. Song đó có những tấm lòng vàng, những nhà hảo tâm tặng cho những người dân nghèo những món quà tuy giá trị không nhiều, nhưng đó cũng là một món quà tinh thần rất lớn cho bà con, là tấm gương tương thân tương ái cần được nhân rộng và mọi người cùng giang tay ra hỗ trợ nhau để vượt qua những khó khăn. Đây, mời cô chú, các anh chị và các bạn xem video này. Ở đây là phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ các bạn nha. Và đây là tấm lòng của một anh Việt Kiều trở về từ Thái Lan cùng gia đình để tặng quà cho người khó khăn ở đây. Nay mình phát được bao nhiêu phần cô? 120 phần ha. Đó. Mỗi phần quà là bao nhiêu gạo vậy anh? Tấn rưỡi. À, tấn rưỡi ha. Tức là người nhận được bao gạo này mấy ký? 10 ký. À, bao gạo này 10 ký nè. Với bột ngọt hả? Bột đường. À. Cho mấy 300. Ồ, quá tuyệt vời rồi. 400 ngàn ha. Dạ. Dạ dạ. À, quà. Đúng rồi, hồi nãy thấy sắp hàng nhiều lắm rồi, con đi chợ về cái con chạy qua hết rồi. Ông này hả? Ông này kênh gì? Chợ đó, đây là chợ là Giang Thái Mộng. À, yeah. Chắc là cô là mẹ quá. À, đúng rồi, nhìn thấy giống nhau à. Ông này quản gia. Xe xe bà con ơi. Tôi đã. Rồi rồi, cái miếu này. Tiếp tục. Năm nào cũng phát ha anh. Dạ, vậy là quá. Quá tốt rồi. Trời, cảm ơn nha. Cảm ơn như đẹp trai. Dạ dạ dạ. Đẹp trai. Hồi nãy thấy sắp hàng đông lắm. Cái đi chợ về cái. Sao không đi xe ôm đi. Đó. Trời ơi, tính hỏi chở nó về mà. Ở đây mình tiếp nó về. Chở nó hôn luôn rồi. Hả? Chở nó hôn luôn rồi, phải không? Bạn đi về đâu? Làm này nè, chứ không có bạn. Đó, ông này ông chở giùm luôn nè. Hả? À, mẹ con Phương đó. Mẹ con Phương bạn chở. Mẹ Ừ. Anh đi làm ở đâu hay là ở nhà này luôn? Ở đây luôn. Dạ em ở bên nước ngoài á. Ở nước ngoài. Dạ. Anh ở nước nào? Thái Lan. Thái Lan. Không phát nhiều nơi lắm, mới phát ở Sài Gòn hà, hai xuất rồi. Về đây phát. À. Anh không có thích người ta quay. Không có thích nổi tiếng. Nó tiếng sẵn rồi, ai cũng biết hết rồi. Chắc là nhiều kênh quay anh lắm đúng không? Nhiều kênh quay lắm phải không? Ừ. Cho nên là không cần thiết nữa. Người quá nổi tiếng là không cần nổi tiếng. Đó rồi, giờ trong nhà mình lấy đi, rồi xong rồi đó. Còn bao mấy phần lấy đi con không? Đúng rồi. À, có phát sinh nữa ha. À. Cái này là anh phát ở Sài Gòn rồi, ở đâu nữa? Ở Sài Gòn rồi, Cần Thơ. Cần Thơ là dưới chợ Cần Thơ hả? Cần Thơ lấy nè.
ở đây đó ha. Hảo tâm quá chừng luôn, còn trẻ mà hảo tâm quá chừng luôn. Anh năm nay nhiêu tuổi? Em hả? Gần 40 rồi. Ơi trẻ vậy mà có lòng hảo tâm quá. Bây giờ kinh tế khó khăn nên ai cũng muốn hai cái. Nhưng mà chủ yếu ông cho người lớn tuổi nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà được những người có lòng hảo tâm vậy là quá quý rồi. Dạ, dạ đúng rồi, một phần. Dạ. Đúng rồi. Cũng ít có người được hảo tâm vậy lắm. Dạ. Dạ dạ đúng rồi. Nghèo thì phải lại cho ảnh chỉ cho cái cách kinh doanh gì đó chứ mà. Đúng rồi. Gọi là cho cái cần câu. Đúng rồi, cho cần câu. Con cá thì ăn đỡ cái khúc đói thôi. Cái đợt dịch câu phát được 10 tấn. Ờ dữ vậy hả? À. Phát tới ở đây là 4 tấn rồi, ở trên Sài Gòn là 6 tấn là 10 tấn. Ờ. Còn cho thuốc á nha. Mình nói là khoảng mười mấy thùng. Dữ vậy hả? Thuốc dạ, thuốc uống á ha. Thuốc cà phê á, chị cảm. Chị cảm đó. Là em có khách hàng ở bên Mỹ, Canada, Úc rồi đó, tài trợ nhiều lắm. À. Cái này các bạn công nhân loại một phần quà này là quý lắm rồi đó ha. Quý lắm rồi, ăn cái Tết là thoải mái rồi. À, một cặp nước ngọt nè, bao nhiêu ký gạo? 10 ký gạo là đường bột ngọt ha, để có đủ dầu ăn. Quá tốt. Ngày Tết nó lên quá, lên quá, lên quá, nhưng mà với cái tấm lòng hảo tâm thì cũng vẫn cho bình thường. Dạ vẫn bình thường. Bây giờ còn gạo được không? Để đợi cho chút xíu đi để con gà. Gà đi cô bác ơi, gà bự gà thịt gà này lấy đến xe. Đây con này 10 ký gạo thôi. Ta lấy cho 10 ký gạo. Lớn tuổi rồi. Đúng rồi. 10 ký thôi nha. Hả? Đâu có 10 ký gạo thôi. Tháng 10 mới già chị ơi. Rồi, tháng 10 mới già. Rồi. Kênh bên này là giải trí miền Tây. Dạ. À, giải trí miền Tây. Rồi, cảm ơn nha. Ủa hả? Cảm ơn anh. Dạ hả? Không có lọc rồi nè. Cho mà chỉ cần cảm ơn nữa. Cho mà còn cảm ơn nữa không hả? Em là người phía sau giống mặt. À, phía sau giống mặt hả? Ăn Tết vui vẻ. Năm nay Tết khó khăn mà được có người có lòng hảo tâm quý lắm. Quý lắm. Bận đồ bảo hộ được chất bà luôn quà. Dạ. Yeah. Đúng là gọi là những tấm lòng vàng á. Chứ bình thường khó lắm. Trời ơi, nó ra chứ qua cái áo nó hẹp quá nhiều hẹp luôn. Dạ dạ dạ. Mà gắng cố gắng mà quạt. Quạt xong là muốn xỉu luôn. Mày phát quà cho em kìa. Lấy đây nè con. Đây có cái. Ô mẹ ơi, cái đó cũng đẩy rồi nha. Rồi ăn Tết vui vẻ nha. Rồi cái gỗ gãy à. Gỗ hư đó. Quá hay. Gãy đây gần nữa, sửa lại.
để lên đổ rồi. Khẩu quá bẹp rồi, quá bẹo rồi. Những tấm lòng vàng đây. Rồi thôi cảm ơn luôn nha. Con cảm ơn cô ơi. Cô chủ nhà. Cảm ơn chủ. Dấu mặt. Dấu mặt. Ca sĩ dấu mặt bây giờ lên mặt luôn. Rồi cảm ơn nhiều ạ. Chúc ông chủ nha. Dạ. Đó quay được đó. Chúc những tấm lòng vàng ăn Tết vui vẻ ha. Rồi. Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn ạ. Giải trí miền Tây cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã xem hết video này, video vô cùng ý nghĩa này. Và cảm ơn anh Việt Kiều trở về từ Thái Lan cùng gia đình tặng quà cho những người công nhân, những người gặp khó khăn ở thời điểm này, ở quê hương này. Nếu các bạn cảm thấy ý nghĩa, đừng quên chia sẻ về trang cá nhân để nhiều người cùng theo dõi. Và chân thành cảm ơn. Xin chào, bye bye.